Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Khối không khí lạnh vẫn ảnh hưởng đến toàn khu vực Bắc Bộ nên đêm nay và sáng sớm có mưa, một vài nơi thì có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đến ngày mai thì mưa sẽ giảm, trưa chiều trời hửng nắng. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới khu vực Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng từ khối không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày 17 thời tiết phổ biến có mưa ở một vài nơi, trưa chiều trời nắng. Còn các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì vẫn có mưa rào và dông ở một vài nơi. Riêng Quảng Nam đến Khánh Hòa đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông thì cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai mưa chỉ giảm dần về chiều tối và đêm, ngày nắng. Chuyển xuống khu vực Tây Nguyên và tại khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, nên từ đêm nay đến ngày mai, cả Tây Nguyên và Nam Bộ thì đều có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.